chuyện với Tấm. Trời đất ơi, chết rồi, lộ rồi. Dạ, tao bị hả? Để bảo xanh nó lại đây vào điện tôi xíu. Thôi thời gian chờ đợi. Chết em rồi. Đi đi. Mi lại. Sao đẹp cái. Ủa chồng chưa? Dạ. Tên gì? Dạ. Tên gì? Dạ. Hả? Tên Tuyết. Sợ. Tụi anh Tuyết. Là gì? Dạ, anh là vợ. Được hả? Dạ. Ra hai người được hả? Dạ. Thiết không biết phải nói làm sao. Rồi bây giờ nè, lỡ dở rồi. Rồi. Xin lỗi mấy chị. Kêu bé Hà ơi. Đang là mặt giận mà đâu có. Kêu Lệ thừa tướng ra đây. A Lộc, Mạnh Lệ Quân. Dạ. Tỷ nương ơi, xong chưa tỷ nương ơi, chết em rồi. Tỷ nương ơi. Dạ. Xin Thánh Quân ban lệnh gia hình, nhưng chỉ xin tha thứ cho mẹ cha gọi chứ. Tôi hỗn loạn năm dương sẽ không tha thứ cho bất cứ một ai. Mãi đều bọc thủ tiếp để cho ta đây thương từng để mơ từng bóc hình ai có một dạng nhìn thương mai đã trao diện của con thì Mạnh Lệ Quân là ai đã có chồng Lệ Quân dạ chiều ba thần được người tình cũ mời đến. Ôi,
đừng mời nữa nè. Còn bệ hạ, ta cũng bệ hạ là bệ hạ, tại sao giữa đêm khuya cải dạng thái giám đi vào cung của người tướng đây làm gì vậy bệ hạ? Nói đi, ta đã chứng cớ mà. Ta đến đây là bàn chuyện quốc gia từ nửa đêm nữa không? Ta cãi năm nay mới để người ta chịu đựng dữ lắm không? Ôi. Nè. Dạ. Ta có người yêu đến đây chi vậy? Dạ, đến hỏi thăm. Nói rằng là đến đây để không làm lệ thừa tướng hả? Cứ đây lại không? Dạ, muôn tâu. Lệ thừa tướng là... Là ai? Là mạnh lệ quân hai người chỉ một. Không! Phải rồi. Dạ đúng rồi. Đây không phải là mạnh lệ quân. Dạ chính là mạnh lệ quân. Không, mạnh lệ quân hãy đến trả lời cho ông Trung Thúy Dương biết. Đây là mạnh lệ quân hay là lệ quân Ngọc? Nè, trả lời đi. Nè, nếu nói sai, dạ, hãy cái chuyện này ra, tất cả còn nhai với ai đâu. Nhớ chưa? Nói đi. Khánh là chỗ coi, chỉ còn không quá chỗ đâu coi. Nếp đi,
Dạ. Cho mạnh lễ quân cùng bạn cũ thiếu hoa sẽ duyên cầm sắc. Sao tay luôn vậy bệ hạ? Đưa con lần nữa thôi sao? Bây giờ bấm hoàng mẫu nè. Vậy là... Ai kia chưa? Trời ơi, hoàng mẫu mới là có ý định thôi. Giao việc cho ta thích hợp. Bệ hạ, có lệnh của mẫu hoàng, lẽ nào bệ hạ cãi qua? Được rồi. Có con ta về ta tắm nào ta. Kìa, đứng đây nè. Người đến duyên chồng vợ phải ở đây. Nó nghe nè, tẩm ra, con nghe tẩm ra đi. Biết sao không? Còn ngủ nó nghe vui lắm. Dạ sao? Tôi là vua, tôi được quyền thắng cũng được diện. Dạ. Ê, mà tôi chọn ông bà, còn ông quan nhỏ, ông mát thời luôn. Ai mới đang muốn làm vua? Làm vua luôn. Dạ, nhìn hình đấu chữ. Thôi, tác hợp đến với chồng vợ, khẩu, lưỡi, bệ hạ.